Hôm nay, 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tiếp tục tổ chức bán vàng trực tiếp cho người dân. Cảnh xếp hàng, chen chúc, chờ nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn không mua được vàng trong ngày hôm qua lại tái diễn tại nhiều chi nhánh của các ngân hàng. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu các ngân hàng thương mại nhà nước còn được gọi với cái tên Big Four đã thật sự sẵn sàng cho công tác bán vàng hay chưa? 9 giờ 15 phút. Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank số 11 phố Láng Hạ thông báo khách hàng dừng lấy số do ngân hàng đã nhận đủ số lượng khách ngày hôm nay. 40 khách là con số mà ngân hàng này tiếp nhận để thực hiện giao dịch bán vàng trong ngày 4 tháng 6. Những người còn lại vẫn cố chờ đợi hoặc đành ngậm ngùi ra về. Đến khoảng độ 9 giờ 30 thì vào là người ta bảo rằng là hết số rồi. Vì tôi cũng hỏi bảo là thời gian xếp hàng để mai có được không, nhưng mà người ta bảo không để mai ra lại xếp hàng. Thì mai ra thì không có thời gian nào để mà ra sớm được. Tôi thì cũng đến từ sớm, ngân hàng thì cũng lại bảo hết số, cho số hẹn ngày mai. Thì hôm qua là chiều hôm qua là tôi cũng đợi mấy tiếng cũng không mua được. Các ngân hàng thương mại nhà nước thì đã công bố là sẽ bán vàng trực tiếp cho người dân từ ngày 4 tháng 6 bắt đầu từ 9 giờ sáng. Tuy nhiên vào ngày hôm nay lúc 9 giờ sáng tôi trong vai một người đến giao dịch mua vàng thì đã nhận được thông tin từ phía ngân hàng là số vàng trong kho của ngân hàng này đã hết và ngân hàng sẽ bắt đầu cho người dân lấy số vào lúc 13 giờ 30 phút và giá vàng cũng phải đến 13 giờ 30 phút mới được công bố. Cái nguồn cung nó vượt quá cái cầu, cho nên là bây giờ là cái giải pháp duy nhất là phải cần phải công khai thông tin một cách rõ ràng minh bạch về cái số lượng, về giá để cho người dân người ta có thể cập nhật, cũng như là về cái thủ tục đăng ký cái việc mà giao dịch mua bán vàng tại ngân hàng thương mại. Có thể thấy rõ sự lúng túng chưa chuẩn bị kỹ về nhân sự của các ngân hàng thương mại trong lần bán vàng này. Thời gian của một giao dịch khá lâu do việc phải kê khai thông tin người mua, đặc biệt là với các đối tượng mua trên 400 triệu đồng còn phải thực hiện khai báo theo luật phòng chống rửa tiền. Đối với khách hàng lớn tuổi, các ngân hàng cũng chưa có những hướng dẫn cụ thể. Chẳng hạn như thông tin về mã số thuế cá nhân, nhiều người lớn tuổi chưa cập nhật, do đó mất khá nhiều thời gian để tìm được thông tin, khiến những người phía sau phải chờ đợi. Đây là lần đầu tiên 4 ngân hàng thương mại nhà nước tổ chức bán vàng, do đó việc xử lý các tình huống phát sinh chưa được tính toán kỹ. Đó là lý do vì sao sáng nay các ngân hàng Big Four đều không bán vàng để ra soát lại quy trình. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia giao dịch bán vàng. Bởi trước đây Vietcombank không có ngành nghề kinh doanh việc bán vàng, mua bán kinh doanh vàng miếng. Với khách hàng khi đến ngân hàng ngoại thương để mua vàng sẽ được xếp hàng theo thứ tự và được cung cấp mua vàng theo quy định của ngân hàng ngoại thương. Trường hợp khách hàng mua khối lượng quá lớn dẫn đến số lượng tồn kho ngân hàng không đáp ứng đủ thì ngân hàng sẽ hẹn khách hàng vào buổi làm việc tiếp theo. Việc các ngân hàng ngưng bán vàng buổi sáng khiến chiều nay hàng trăm khách hàng đổ về chen lấn xô đẩy nhau để mua vàng. Các chi nhánh của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng chứng kiến lượng khách hàng tăng đột biến, nhưng mỗi người đều bị giới hạn số lượng, chỉ được mua tối đa một lượng vàng.